Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 24 tháng 1 nha anh em. Thì hôm nay em tiếp tục lên cho anh em là Tanaka chữ A ha. Tanaka chữ A, hàng này đã dọn nổ rồi nha anh em. Đã dọn nổ ngon lành ha, anh em về chỉ việc treo bán thôi ha. Rồi lô này 800 ngàn một cây nha anh em. Lô này tổng cộng 13 cây. Hàng đã dọn nổ ngon lành nha anh em, lô này tổng cộng 13 cây Tanaka chữ A. Tay lái là đầy đủ hết nha anh em. Tay lái, đầu bò, cản cỏ thì em sẽ bao đủ cho anh em luôn. Rồi lô này là Tanaka chữ A, tổng cộng là 13 cây. Cái này thì em đã dọn nổ hết rồi nha anh em, dọn nổ ngon lành hết rồi. Lô này 800 ngàn cây. Rồi còn bên đây là Tanaka vực sau nha anh em, Tanaka vực sau. Tanaka Power. Lô này tổng cộng 8 cây nha anh em, 750 ngàn một cây. Đã dọn nổ rồi nha anh em. Tay lái dài, đầu bò, chén kẹp bao đủ hết ha. Hàng này đã dọn nổ ngon lành. Rồi phía trong là những cái lô máy cần nha anh em. Máy cần là hàng chưa dọn ha. Những cái lô máy chưa dọn anh em nha, có thể chọn 1, 2, 3, 4, 5 con anh em về anh em dọn. Rồi phía trong là máy ba lô nha anh em, 7, 8 con máy ba lô. Hàng chưa dọn luôn nha anh em. Anh em nào mua số lượng nhiều thì chọn giùm em 1, 2, 3, 4, 5 con ha. Còn anh em nào mua về xài thì chọn 1 con, 2 con cũng được nha anh em. Cái này thì hàng phía trong là chưa dọn nổ, còn phía ngoài này thì những cái lô máy nào dọn nổ thì em sẽ nói là dọn nổ nha anh em. Cái nào dọn nổ rồi thì nói dọn nổ rồi. Nhưng mà cái hàng dọn nổ rồi này thì em sẽ bán hết lô chứ không có bán lẻ nha anh em. Này là em bán hết lô. Còn phía trong thì có anh em có thể là mình lựa chọn ha, chọn con nào cũng được. Rồi anh em nào chốt hàng bên em thì sẽ gọi vào số điện thoại của em ha, 0946626585. Em là Chí Công ở xã Trung Hưng nha anh em, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Rồi anh em nào chốt lô nào thì chuyển khoản cọc ha, cọc tiền thì em mới cho đi hàng nha anh em. Đây là số tài khoản bên em. Rồi anh em nào chốt lô nào thì chuyển khoản cọc thì em sẽ cho đi hàng. Tại vì ở đây là em bán giá sỉ ha, giá sỉ giá rẻ cho nên anh em cọc tiền thì em mới cho đi hàng được nha anh em. Rồi với lại là em hàng này máy là em chưa có kèm phí ship nha anh em. Anh em chốt lô nào thì cộng phí ship giùm em nha, không có bao ship nha anh em. Là bên em là không có bao ship. Rồi em vô lô đầu tiên nha anh em. Lô đầu tiên là lô Tanaka vực sau, Tanaka Power ha. Lô này thì nồng từ 30 ly đến 32 ly nha anh em. Chế là chế gan ngang quanh bờ gồ, chạy bao bốc bao khỏe cho anh em luôn. Cái này thì anh em nào chốt lô này thì em sẽ test xa nổ gửi qua Zalo cho anh em xem ha. Hàng này thì em đã dọn nổ rồi cho nên là anh em chốt lô này thì em sẽ test nổ gửi qua Zalo cho anh em xem. Rồi tay lái, tâm là lô này tất cả đều là tâm gời nha anh em, tâm gời của Tanaka, Tanaka Power ha. Rồi tay lái là tay lái dài hết nha anh em, đầu bò chén kẹp cản cỏ luôn ha. Cản cỏ thì em sẽ bao đủ cho anh em luôn, đầu bò chén kẹp bao đủ hết. Rồi lô này là lô số 1, 650, ủa 6 triệu rưỡi, 8 cây. Tổng cộng là 6 triệu rưỡi nha anh em, 8 cây. 750 ngàn một cây nha anh em, 750 ngàn một cây. Hàng đã dọn nổ ngon lành. Rồi lô số 1, 750 ngàn một cây. Lô số 2 là Tanaka chữ A ha. Tanaka chữ A thì lô này em cũng đã dọn nổ ngon lành hết rồi nha anh em. Anh em nào chốt lô này thì em sẽ gửi clip test nổ qua Zalo cho anh em xem ha. Tanaka chữ A. Rồi tay lái thì em lô này em bao đủ tay lái luôn nha anh em, bao đủ tay lái, đầu bò, chắn kẹp bao đủ ha. Chắn cỏ em cũng bao đủ cho anh em luôn. Anh em về chỉ việc treo bán thôi ha. Hàng này thì em đã dọn nổ hết rồi, đã dọn nổ ngon lành. Rồi lô này là lô số 2, 10.400.000 anh em, tổng cộng 13 cây ha. Rồi những cái lô máy dọn gòi này thì em sẽ bán hết lô anh em chứ không bán lẻ ha. Rồi lô số 2, 10.400.000, tổng cộng 13 cây anh em. Số 3 là con TH Isaki TH23 ha, chế gà ngang. Rồi phía trong này là hàng chưa dọn nổ anh em, phía trong này là hàng chưa dọn nổ. Rồi con này con số 3 TH23, con này 1.1 triệu nha anh em. Con này 1.1 triệu. Tay lái là tay lái dài ha, công tắc trên tay, đầu bò chắn kẹp bao đủ ha.
Rồi còn dính cái lưỡi dao em tặng cho anh em cái lưỡi dao luôn. Rồi số 3 1,1 triệu TH23. Số 4 là con Echo Kiwis 2.9 nha anh em, 2.9. Con này nòng 32 ly, số 4 700.000. Đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em luôn. Con này thì là tay lái tròn nha anh em, tay lái tròn. 2.9. Đầu bò trắng kẹp bao đủ. Rồi lưu số 4 700.000. Số 5 là con TG18 nha anh em, TG18. Rồi con này tôm gời luôn nha, tôm gời tôm nhôm. Con số 5 650.000 nha anh em, tay lái dài. Có cái ổ cước em tặng kèm cho anh em ổ cước luôn. Rồi con này là bao rẻ cho anh em luôn ha. Nội cái bộ cần tôm gời này không là 400.000 rồi anh em, 400.000 rồi. Cái đầu máy chỉ có 250 thôi. Rồi bao rẻ cho anh em luôn. Rồi lỗ số 5 650 nha, Kawasaki. Số 6 là con Gobin nồng đứng nha anh em, mua ghi đứng, chế là chế ga ngang. Còn ghi nguyên ghi tắc nhật luôn nha anh em, công tắc nhấn đây. Tay lái tròn, số 6 650 nha, đầu bò trắng kẹp bao đủ. Rồi, số 6 650 nha anh em. Cái này thì em sẽ bao hơi bao lửa test săn mồi gửi qua Zalo cho anh em xem ha. Anh em nào chốt lô nào thì cứ kết bạn Zalo với em sẽ gửi clip test săn mồi gửi qua cho anh em xem. Hơi lửa ok hết nha anh em. Rồi, con này con số 6 650 ngàn, con này nòng 32 ly nha anh em. Nòng 32 ly Gobin. Chế là chế ga ngang quanh bờ gồ. Rồi, con này là con số 7. Số 7 là con Sindewa Sót ha. Chế là chế 2 kim nha anh em. Chế 2 kim. Con này là 241. Nòng 32 ly ha, số 7 1,2 triệu nha anh em. Tay lái tròn, đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em luôn. Số 7 1,2 triệu. Số 8 là con Mitsu anh em. Mitsu TLE 27. Con này chế ga ngang, số 8 1,7 triệu ha. Con này tôm gời luôn anh em ơi, còn nguyên ghi đất Nhật luôn nè. Bụi của Nhật khá lâu lâu là sạch liền nha anh em. Rồi số 8 1,7 triệu nha anh em, tay lái dài, đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em luôn. Con này đặc biệt là tôm gời tôm nhôm ha. Số 7 1,7 triệu, số 8 1,7 triệu. Chế là chế ga ngang. Mitsu TLE nha anh em. Còn nguyên ghi đất Nhật luôn ha. Rồi tiếp theo là số 9 là con Single Bell. Single Bell con này thiếu cái nắp xăng anh em ơi, với cái nắp bue bị bể ha. Em sẽ đổi cho anh em nắp bue khác. Rồi con này 600.000 anh em ơi, 600.000 ha. Đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em luôn. Tay lái là tay lái tròn ha, ga là ga kéo trên ống cần. Rồi con này nòng 32 ly nha anh em. Nòng 32 ly chỉ có 600.000 thôi. Anh em nào chốt con này thì em gửi clip test săn mồi gửi qua cho anh em xem. Rồi con số 9 600.000. Ủa 6789. Lộn rồi nha anh em. Rồi con này số 9 nha anh em, số 9 600.000 ha. Rồi tiếp theo là con số 10 nha anh em. Con số 10 là con Sindewa nồng đứng luôn nha anh em ơi. Con này là Sindewa. Con này S20 nồng 31 ly nha anh em. Rồi số 10 600.000. Tay lái dài luôn nha anh em, đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em luôn. Số 10 600.000. S20 nồng 31 ly Sindewa. Rồi tiếp theo là con số 11 xin Makita nha anh em. Makita 262 nồng 34 ly. Con này nồng 34 ly, xài chế ga ngang vú lớn nha. Tâm liền tâm nhựa. Rồi số 11 900.000 nha anh em, đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em luôn. Tay lái là tay lái dài, số 11 900.000. Makita 262. Rồi số 12 là con Kubota 2350 nha anh em. Con này là con máy đề ha, con máy đề. Công tắc bật đây nha anh em, tay lái là tay lái tròn, số 12. 1,2 triệu luôn. Đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em. Rồi số 13 là con Mitsu TB nha anh em, Mitsu TB 22. Rồi con này là 1 triệu nha anh em, 1 triệu. Đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em luôn. Mitsu TB con này số 13, 1 triệu. Con này nòng 32 ly nha anh em, chế là chế ga ngang quanh bờ gồ, le đỏ tự động luôn. Rồi số 13 1 triệu. Tiếp theo là số 14. Số 14 là con Gen nha anh em, Gen xanh. Con này số 14 650.000 luôn anh em ơi, giảm giá cho anh em luôn. Gần Tết rồi bán giảm giá xả hàng cuối năm luôn anh em ơi. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò trắng kẹp bao đủ. Con này 650.000. Nguyên cây luôn anh em, nguyên cây luôn. 650.000. Số 15 Gobin 253.
Con này là 25cc nha anh em, nòng 34 ly. Chế là chế quanh bờ gồ ra ngang luôn ha. Còn nguyên zin đất Nhật luôn anh em ơi. Đầu tròn. Rubin số 15 900 ngàn. Nòng 34 ly, đầu bò trắng kẹp bao đủ. Con này nòng 34 ly nha anh em. 25cc nòng 34 ly. Rồi tiếp theo là con Rubin 251 luôn. Con này trợ lực luôn nha anh em. Chế là chế ra ngang quanh bờ gồ. Số 16 900 ngàn luôn. Tay lái dài, đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em luôn. Số 16 900 ngàn nha anh em. Mặt giật trợ lực. Số 17 là con Kubota. Kubota 263 nha anh em. Con này nòng 34 ly, chế là chế ra ngang. Hai kim. Số 17 1,5 triệu ha, tay lái dài, đầu bò trắng kẹp bao đủ nha. Tum là tum gờ nha anh em. Tum gờ tum nhôm luôn. Rồi số 17 1,5 triệu. Maruyama Kubota. Số 18 là con Nativo nha anh em, chế là chế ra ngang luôn ha. Con này 23cc nòng 32 ly. Tum liền tum nhựa số 18 850 nha. Đầu bò trắng kẹp em bao đủ cho anh em luôn ha, tay lái là tay lái dài. Số 18 850 ngàn nha anh em. Rồi số 19 cũng là con Nativo nhưng mà con này là nòng 34 ly. Con này số 19 900 ngàn. Đầu bò trắng kẹp bao đủ luôn. Tay lái là tay lái dài nha anh em. Nativo. Con số 20 là con Austin. Austin nha anh em, con này Austin 21 nòng 32 ly. Chế là chế với tông ga vú lớn ha. Số 20 800 ngàn. Tum là tum liền, tum nhôm nha anh em. Tay lái dài. Đầu bò trắng kẹp bao đủ. Số 20 800 ngàn. Austin. Số 21 là con Echo Kiwit 343 nha anh em, nòng 36 ly, xăng riêng nhất riêng. Còn số 21 tum gời anh em, tum gời tum nhôm. Giá 1,7 triệu. Tay lái dài ha, đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em luôn. Rồi số 21 1,7 triệu. Echo 343 nòng 36 ly. Số 22 là con Maru 24 nha anh em, 248. Chế là chế ga ngang, hai kim. Tum liền tum nhựa nha anh em. Số 22 giá 1 triệu ha. Đầu bò trắng kẹp em bao đủ cho anh em luôn. Số 22 giá 1 triệu. Ủa, cái này 1,1 triệu anh em ơi. Nhìn lộn ha. Số 22 1,1 triệu. Số 23 là con Makita 227 nha anh em, nòng 32 ly, chế là chế ga ngang. Tay lái là tay lái tròn. 800 ngàn nha anh em, đầu bò trắng kẹp bao đủ luôn. Con này 800 ngàn. Máy ở đây thì em sẽ bao hơi bao lửa cho anh em ha, giật sân mồi gửi qua Zalo cho anh em xem ha. Anh em chốt con nào thì cứ nói với em là test sân mồi gửi qua Zalo. Còn phần máy phía dưới này là máy chưa dọn nha anh em, chưa dọn nổ ha. Rồi con số 24 TD24 650 ngàn anh em, máy ba lô đeo lưng. Tum gời tum nhôm luôn ha. Đây tum gời tum nhôm. TD24 650 ngàn. Đầu bò trắng kẹp bao đủ cho anh em luôn. Tiếp theo là con số 25. Số 25 con này con này bán rồi ha. Con này em bán rồi nha anh em. Con này em bán rồi. Rồi con này là con Echo 230 ha. Con này 230 tum gời tum nhôm luôn. Con này giá 1 triệu nha anh em. Đầu bò trắng kẹp bao đủ nha anh em. Rồi con này là Echo 230 giá 1 triệu. Rồi bên đây là tất cả Echo. Bên đây thì 750 ngàn một cây nha anh em. Echo 253. Echo 213. Sindewa S25. Rồi mấy con máy này thì 750 ngàn cây nha anh em, bao đủ đồ cho anh em ha. Dây đủ bộ cần lắp dây đó, đầu bò trắng kẹp thì bao đủ hết cho anh em ha. Rồi 750 ngàn một cây, anh em chọn con nào thì liên hệ với em ha. Rồi anh em chốt luôn nào thì cứ liên hệ với em là 0946 626 585. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em, chúc anh em một buổi tối tốt lành.